Chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một bài nhảy của Sơn Tùng FTP. Đó là bài Muộn Rồi Mà Sao Còn trên mạng TikTok nhá. Ok, let's go. Đầu tiên thì bài này mình sẽ chia thành hai phần. Đối với phần thứ nhất thì bây giờ mình sẽ nhảy demo với nhạc nhịp nhá. Nhịp nhạc là 5, 6, 7, hay ôm anh đi. Ta ra ta, ta ra ta, ta ra ta ra ra giấc mơ. Ta ra ra ta na na ta na ta a na ra ta ta na ta. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng động tác một nhé. Đầu tiên các bạn mà hãy ôm anh đi ấy, trước tiên các bạn đập trượt tay lên này, tay phải lên nhá, sau đâm xuống và sau lại giật về rung tại đây. Nhìn kỹ này, bật lên, đâm xuống, giật về rung, sau đó mở ngang hất vào trong. Rồi, bây giờ về phía vai của người như sau nhé. Khi mọi người đập lên thì hơi nhấc chân cho mình để tạo cảm giác mình lên, sau đó nhún, giật như này. Và sau đó này, khi mở tay thì dướn vai và người sang phía bên trái, trái hất về thì về bình thường. Rồi, lại nhá, lên này, xuống, giật, end, hất. Ok, tiếp theo này, trượt tay xuống như này cho mình hai lần thôi. Thì ở lạnh quá, lạnh. Ok, khi làm được tác này thì thứ nhất là chân mọi người này thả lỏng cho mình, tay thì vẫn chỉ hai lần này thôi nhá, còn chân như sau này, đẩy cho mình cái hông trái lên, hông trái, đẩy hông trái, rồi sau đó hông xuống thì nhấc chân, tương tự đẩy hông phải, sau đó lại xuống nhấc chân. Ok, đầy đủ của động tác này sẽ làm như sau: đổ người này, sau đến hông này, sau đó nhấc chân này thì xuống hông này, đổ người, đẩy hông, nhấc chân thì xuống đó. Nhưng mà vào bài thì chúng ta chỉ làm từ hông thôi, chỉ làm từ hông như thế thôi, người vẫn từ im, người không như này nhá, người vẫn phải thẳng cho mình, đổ mỗi hông, đẩy mỗi hông đi, không đẩy hông lên, nhấc, đẩy hông lên, nhấc, đó thế thôi nhá. Nhưng cố gắng một người nhấc chân không nhấc cao, chỉ nhấc đây thì nhấc lại đi 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 đi. Rồi thử lại nhá, trượt lên này, xuống giật này, và về này, đổ xuống, đổ xuống. Ok, tiếp theo, sau khi làm hai lần ôm như này rồi, bây giờ nhìn kỹ cho mình này, tay người xoắn cổ tay lần lượt, tay phải tay trái lên đây, và sau đó hạ xuống, hạ xuống chỉ như thế này mình, được chưa? Rồi, lần một này, lần hai này, xoay lên đây, xuống, xuống. Khi hai lần xuống như thế này thì mọi người mỗi lần xuống mọi người lại phải làm hông một lần, đúng không, đúng không? Tiếp theo, động tác tiếp theo này, ngóc tay lên, xuống, chéo, lên, xuống, chéo. Nhìn kỹ nhá, chỉ này, lên, mụp xuống này, chéo vào nhau, lên, mụp, chéo vào nhau. Ok, lại này, một lần này, lần thứ hai này, vào này, end, vào. Rồi, khi tay làm như này hai lần thì hông mọi người vẫn giữ theo cái biên độ thế, là mọi người lại vẫn làm như này cho mình, được chưa? Hông đi 4 lần, 2, 2, 4. Ok, thử lại nhá, xoay lên đây, đi hông một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, được chưa? Ok, lại nè, đấy là phần thứ nhất. Bây giờ thì mình sẽ đến nhịp thật là chậm cho các bạn làm nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nhanh nhỉ? 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo đến phần thứ hai thì mình sẽ nhảy đến một chút nhá. Là đây ạ. 5, 6, 7. Ta 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 ta
thì vào chi tiết động tác nhá. Đây động tác trước, các bạn làm hai lần thông của tay như thế này đúng không? Tiếp theo đưa tay phải lên cao để xoắn vào trong, xoay hai vòng. Sau đó người đưa lên đầu, xoay đầu như này. Họ xoay quanh đầu này rồi mình thử lại nhá. 5 6 7 nhấc, xoay hai vòng điên lên á. Ok. Cái này rồi dễ đúng không? Rồi khi làm này thì thứ nhất là người quay theo. Người quay theo, mọi người có thể thêm sóng người như này hoặc là người chỉ cần quay thôi cũng được, thì mình cứ hướng dẫn sóng nhé. Thứ nhất sóng này, ngửa cái cằm lên, ngửa cằm lên, sau đó đổ người. Đổ người thì nhớ nhấc cái ngực lên nhá. Được chưa? Và sau đó đẩy hông, và sau đó hạ hông xuống và nhấc chân thì nó sẽ được cái sóng. Đây mình dùng kiếm cho mình một cái mặt phẳng nhá, chạm ba điểm ngực, hông và đầu gối. Đổ chạm ngực này. Tiếp theo lại đổ chạm hông này. Đổ chạm đầu gối và sau đó lên. Đó thì sẽ làm được sóng. Thử nhá. Đây, sóng. Và điên lên. Chân tay không lại ngừng ấy không làm gì cả, chỉ điên lên này thôi. Được chưa? Sau đó hạ xuống thì mọi người cứ thả lỏng chân ra. Thả lỏng chân. Ok, về đây. Đây nhìn kỹ tay nhá, chỉ về mình. Rồi sau đó này, viết đôi ba câu thơ. Viết đôi ba câu thơ như này. Sau đó là muốn, mở tay phải. Em đặt tên, nhớ nhá. Đặt vẩy cái tay phải xuống. Đặt tay phải xuống. Sau đó lại đấy là lên, lặp lại động tác ban đầu ấy. Đó, xong lại như này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp chậm này. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 và 3 4 5 6 7 8. Ok, nhanh nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi cuối cùng thì mình sẽ vào nhạc cùng các bạn. Tự hát thôi. 5 6 7 hay ôm anh đi. Ôm anh đi. Da da da. Da da da, ôm trong giấc mơ. Da da da, da da da, da da da, da 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 da, anh điên lên. Da 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 da, da 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 da, muốn em đặt tên hay ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi. Ok. Như vậy là chúng mình đã vừa học xong bài Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng MTV phiên bản TikTok. Mình rất mong là mọi người hãy học thật là nhanh bài này để quay clip TikTok nha. Cảm ơn và bye bye mọi người.